Hi, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ video tới các bác này. Em sẽ review trực tiếp em ăn trái vũ sữa Hoàng Kim, xem nó có vị như thế nào và nó ngon như thế nào nhé. Tại thấy nhiều video đã từng chia sẻ rồi. Hôm nay thì em chia sẻ đến các bác. Đây, trái vũ sữa Hoàng Kim đã chín đây. Mọi người này. Đó. Bây giờ thì em sẽ review ăn trái này. Trái chín này, khá là to, khá là màu rất là đẹp nhá. Bây giờ ăn thôi. Đây mọi người này, nó chỉ có một hạt duy nhất đây thôi nhé mọi người. Đó, còn đây là cái phần thịt của nó này. Trái khá là dễ để mà sắt ra nhé. Em mời tất cả mọi người nhá. Ăn có mùi vị khá là đặc biệt mọi người ạ. Ngọt cũng không ngọt quá, mà có hơi một chút có vị của xoài nhé. Một chút vị xoài và rất là thanh mát. Thế em thấy cảm nhận được thì trái vũ sữa Hoàng Kim này sẽ phù hợp với rất là nhiều người đây mọi người này. Tại vì mùi vị của nó rất dễ ăn. Thật sự luôn, ăn ngon hơn vú sữa bình thường của chúng ta nhé. Em đã từng ăn vú sữa Lò Rèn rồi, nhưng mà em thấy chưa bằng được vú sữa Hoàng Kim này. Thật sự ăn rất là ngon. Ngon thật không mọi người ạ? Theo em nghĩ thì qua video này em chia sẻ thì mọi người cũng nên trồng vú sữa Hoàng Kim để, thứ nhất có thể để thưởng thức, thứ hai nữa là chúng ta trồng nhiều thì mục đích kinh doanh nhé. Mọi người xem video này của em thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người. Trái cả những cành dưới. Hết rồi, chờ quả sau. Ừ, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi nhá. Cái giống này khả năng nên trồng thêm một hai cây.